Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành LG đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Hình như là có một cái community challenge này. Cái community challenge này nó ở đâu ta? Là chính là cái Battle Z đấy, chứ chẳng có cái gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây cũng lần free play này. Mình sẽ chơi event trước lắm, mình sẽ sử dụng cái con phù thủy của chúng ta để chiến đấu ở trong này. Phù thủy có thể biến được zombie thành nấm hoặc là thành cóc nếu khi ăn plant food. Có con boss hẳn hoi nha. Rồi, chúng ta cứ đặt thôi. Phù thủy nó đặt ở chỗ nào cũng được. Ồ hay, cho cái plant food này anh em ơi, ngon chưa? Ăn luôn vào ngay thôi. Đấy. Biến cái con đọc báo này thành cái kia thì bá cháy rồi. Chúng ta có cả cây quả đào à? Dừng lại. Nhanh quá. Làm sao đây? À đây. Bình tĩnh nào. Khi cho một con ăn thì bay hết ra ngoài đi. Từ từ ra mình cần thêm một cái này nữa đấy. Và khi mình cho ăn ấy thì nó sẽ biến thành rất là nhiều ếch. Anh em hiểu không? Để mình đợi xem mình có cái ẩm tận hai cái cây đào à. Cây sen chứ, đây cây sen chứ phải không? Đấy phải cây sen không ta? Thì đúng là cây sen rồi. Có thêm cây nào nữa không? Tôi thấy toàn sen này. Chết tiệt. Rồi, biến hóa anh cóc rồi anh em. Hóa anh cóc rồi. Tốt. Hóa liên tục đi. Này thì hóa liên tục đi nào anh em. Chúng ta có khá là nhiều. Ui, để nó vào sâu quá rồi chăng. Chết tiệt rồi. Bây giờ làm sao đây anh em. Cho nó ra ngoài. Đúng như vậy, nhưng mà vấn đề là chúng ta rất là khó chơi. Siêu khó chơi luôn. Chết rồi. Cho plant food nó ăn vậy. Ui, nó ăn liên tục này. Chúng ta vẫn có thể hạ được cái chỗ này trước. Từ từ nha. Cho nó hóa thành tất ấy đi. Đúng rồi, cho hóa hết đi. Cứ có là ấn rồi. Mệt quá nhờ. Đông thế. Thế anh em là siêu đông luôn. Chỗ giữa không có cây gì này. Ra ngoài. Chết tiệt. Để làm nào đây? Một phát nữa này. Đông thế. Trời ơi. Cho ra ngoài đi anh em. Từ từ mình sẽ ăn hết. Ta dùng liên tục đi. Dùng liên tục đi. Đúng rồi. Chính xác là dùng liên tục đi. Chuẩn xác ấy, cứ dùng đi, cứ dùng hết đi. Rất nhiều cái gọi là plant food ra cứ thể dùng liên tục được mà. Dùng liên tục đi. Đó. Một phát nữa này, bình tĩnh. Đông rồi. Rất nhiều ếch nha. Chúng ta siêu nhiều ếch luôn. Cố gắng hết sức để có thể bảo vệ được cái này. Ăn hết luôn này. Có rất nhiều ếch ở đây anh em ạ. Rất nhiều ếch ở đây. Ây trời. Một phát nữa này. Sao hóa thành con nấm nhỉ? Chúng ta phải bảo vệ cái hàng này. Chết tiệt. Nào. Ăn liên tục. No quá rồi. Chết, cuối cùng đã chết anh em ạ. Tốt. Mình sẽ cho nó ăn cái này liên tục như thế này này. Đấy. Ôi, mình có nhiều ấy này. Sao không dùng ta? Chết rồi. Chúng ta bây giờ làm nào đây? Bây giờ cho ra ngoài anh em ạ. Cửa này khó thế nhờ.
Cửa này khó quá, nó ấy nhiều quá. Nào này, hóa hết thành ếch đi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ có thể chơi kiểu này thôi. Tốt. Một chiều này, đúng rồi. Đừng để đập con ếch nhá. Anh em cố gắng đừng để đập con ếch là được. Vì con ếch là rất quan trọng. Nó đang ăn. Chuẩn bài đấy. Hay. Chết, cuối cùng nó biến thành con kia. Ôi, một trận này khó khăn. Trời sợ thật. Trời liên tục như thế mới có thể thắng được đấy. Chúng ta sẽ được thêm sắp được party 5 rồi. Party 5 là ta sẽ được thưởng thêm khoảng 4.000 coin nữa. Nhưng mà cửa càng ngày như càng khó lên thì phải anh em ạ. Chúng ta sẽ có cái kia là hoa sen phải không? Có phải hoa sen không? Nó cho mình plant food rất tốt luôn đấy. Hoa sen và ếch, hoa sen ếch và phù thủy kết hợp cả ba với nhau ở trong cái trận này. Tí nữa chúng ta phải đánh Butter Z nữa. Butter Z chúng ta sẽ cần phải đánh để cố gắng top đầu. Top đầu sẽ được 60 kẹo đấy. Cái đấy là quan trọng nhất hiện tại đối với mình. Đây, mình sẽ đánh thêm một trận nữa. Phải tắt cái này đi. Ơ chứ, sao bỏ ra ngoài nhỉ? Mình phải ấn continue chứ. À, vẫn được continue mà. À, chứ vẫn được continue mà. Hóa sen rất nhiều nha anh em. Dùng thoải mái đi. Nhưng mà trước hết cần hai cái ô ở đây đã. Ok. Cần cái gì nhỉ? Tulip à? Hoa tulip à? Ơ, cái quái nào nó không ấy trên kia nhỉ? Đấy hiểu luôn. Mình cần thêm một cây nữa, thêm một cái nữa ở đây. Ở chỉ phun rồi. Phun rồi, bình tĩnh nào. Chết tiệt. Để làm nào đây? Không có ếch mệt lắm ấy. Đều anh em ơi. Đúng rồi. Cho cứ biến càng nhiều càng tốt. Địa biến càng nhiều càng tốt. Không cần biết. Cứ biến hết thành mấy con này đi. Cứ biến nó thành ếch nhái các kiểu đi. Slow lại, chuẩn. Chuẩn bài đấy. Chính xác như vậy. Cái gì đây? Một phát này. Cho bay ra ngoài mau. Trời ơi. Ăn tiếp tục đi, tôi chưa chỉ có hai cái thôi. Hai cái plant food thôi. Kéo hết vào như thế này này. Đấy. Ếch nhái các kiểu ở đây. Phá hủy nó ngay, làm sao có thể vào đây được. Không thể vào đây được. Ếch tấn công rất khỏe nha. Có thì cứ ăn thôi. Không cho nó vào chứ. Không thể vào được, nó có cả mấy cái con khủng long kìa. Ái chà. Cố lên nào anh em. Trên. Vào được cũng đã gọi là khó. Vào bây giờ là khó. Rất khó chứ không phải đơn giản. Này thì vào này. Đen xe tên cuối cùng rồi anh em. Ấy chà. Tiếp tục dùng đi. Mình có rất nhiều cái plant food. Dùng test luôn. Dùng cho hai ô này thôi. Tại vì nó sẽ được ui lắm ếch thế. Cả căn cứ ếch. Thêm đông thế nhờ. Thêm phát nữa này. Mình full cái plant food rồi anh em ạ. Tiếp tục dùng thôi. Trời ơi,
Vào được không? Liệu có vào được không? Bàn này ếch cơ mà. Ui, lắm ếch. Bình tĩnh thôi. Để cái này dùng đi á, xong rồi bắt đầu là sử dụng sau. Đấy, thế này này. Như thế này này. Vào đây. Vào đây. Cho mấy con ếch này ăn đi. Cho mấy con ếch này ăn đi kìa. Đúng rồi. Rất nhiều plant food nha. Rất nhiều plant food luôn. Thích thì chơi luôn. Khô máu luôn. Con này cái gì? Con này cái gì? Để làm gì? Để làm gì? Bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì? Ấy, chà, khá đông. Bây giờ làm gì đây? Có mỗi con này thôi anh em. Có mỗi con này thôi. Ăn nhiệt tùng, nhiệt tình luôn. Ở đâu rồi, đâu rồi? Plant food đâu rồi? Plant food đâu rồi anh em? Trời ơi. Chết tiệt. Đông thế. Đông thế nhỉ. Trời đông quá. Quyết không cho vào chứ. Quyết rồi ôi. Cuối cùng nó vẫn vào được anh em ạ. Nhưng không sao. Ấy chà chà. Lắm ếch thật. Toàn ếch là ếch. Và chúng ta sẽ được bao nhiêu coin đây? Ồ, vẫn chỉ có 1.000 coin thôi. Ôi, ngay cạnh mình này. Ở ngay phía dưới là sẽ là cái 4.000 coin. Đáng tiếc nhỉ. Chúng ta chỉ được 2.000 coin sau 2 trận. Và trận cuối thì nó sẽ được khoảng thêm một ít coin nữa. Party đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua vào trong này để lấy game nhỉ. Lấy rồi đúng không? Chúng ta sẽ lại quay trở lại với phần Butter Z. Hôm qua chúng ta được hơn một... À không, không có gần một triệu điểm đấy đúng không? Chúng ta đứng ở vị trí thứ 8. Có vẻ như ở trong này cũng không nhiều người chơi lắm. Cái phần gọi là đồng, cúp đồng này thì rất là ít người chơi. Đấy. Vẫn chỉ là như hôm qua thôi. Cần hệ thống lửa ở phía dưới. Magnet rồi. Ok, như thế này là rất là ngon rồi. Khỏe mà. Đầu tiên là cứ đặt cái cái man flower trước đã. Càng nhiều càng tốt. Không đủ đâu. Sẽ đào bớt cái hàng này đi. Đấy. Mình sẽ cứ vẫn cần phải cho nó như thế này trước. Rồi ok, let's go. Lên nào. Lên nào, cho nó ấy đi. Rồi, chúng ta đang cố gắng là đặt ở đây một chút như thế này. Chỗ này quá nhỉ, chỗ này khó chơi thế. Cũng may là ra vẫn kịp đúng không? Vẫn kịp là để có thể thiết lập một cái hàng phòng thủ như thế này. Chết nhanh thôi mà, bọn nó không có cái gọi là cái mũ bảo hiểm thì rất nhanh thôi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cần thế thôi. Theo mình nghĩ là cần thế thôi. Vào hơi mệt, hơi lâu. Dành thời gian để phun lửa các kiểu đi. Đặt thêm cái này vào đi. Nào, càng nhanh càng tốt. Không cần là quá nhiều đâu. Không cần là quá nhiều cây đâu. Em nghĩ như thế này là rất nhanh rồi đấy. Yes. Hay. Càng giết nhanh thì càng tốt. Nói chung là như vậy. Đấy anh em. Nhiều săn cũng không để làm gì cả. Nhiều săn quá rồi. Bây giờ bắt đầu đào đi thôi. Đặt thêm cái này vào. Đó. Cho cái này vào phát. Chết. Cuối cùng đã chết rồi. Ui, chết. Nó vào sâu quá nhỉ. Ui, mà sao nó lên nhanh điểm nhỉ? Làm sao mình có thể kịp được đây? Làm sao bằng cái điểm mình có thể lên được đây? Khó. Hơi khó. Đốt. Ôi rồi. Nó vào cũng nhanh quá anh em ạ. Đây. Mình cũng không có plan food đâu. Nên ta chơi kiểu gì thì chơi rồi.
Cái này hơi hơi ngắn ta. Hơi ngắn quá đúng không? Một hit này. Cái này nó có tự động không? Nó không tự động mà, phải ấn mà. Phải ấn cơ mà. Ồ. Ôi. 200 nó hơn 400 rồi. Có chơi rồi, còn 34 giây thôi. Ok. Đấy, mũ đi vào đây. Cái nó cho rất là dài nha anh em. Đấy anh em có thể thấy không? Cái nó cho mình rất là dài luôn, hơn 500. Để làm nào đây? Chết hết, tốt. Tốt. Tập trung nào. Nó hơn 600 điểm rồi. Anh em ơi, không kịp rồi. Không kịp, 587, 650. Họ dùng cái gì nhở? Level 4 này. Cũng khá giống mình. À, họ có con ma. Mình chưa con ma. Sau trận này thì bạn đất phải thua rồi. Lên cửa 8 rồi. Chúng ta chơi ngay từ đầu thì có vẻ nhanh hơn. Từ từ mình sẽ xem quảng cáo. Bắt buộc xem quảng cáo ở đây. Rồi nó sẽ chơi lại trận này đi. Chúng ta quay trở lại rồi. 600 điểm cả. Tốt nhờ. Nhanh thế nhờ. Mình không kịp luôn. Ok. Đấy vẫn chơi như thế này thôi. Chưa nghĩ ra cái cách nào mà nó tối ưu hơn. Này hơi nhiều săn ta. Cảm giác này là hơi nhiều săn. Nhưng mà không sao. Càng nhiều săn thì mình mới có thể mua được nhiều cái cây phun lửa level 4 nữa, đúng không? Rồi đặt đây như thế này. Hình như là hơi thừa. Không, vẫn đủ đấy, vẫn đủ đấy. Vẫn đủ cây đấy. Đóng băng hết rồi. Nó đóng băng à? Không có vấn đề gì cả. Nào, cho vào đây. Mấy cái này ở gần thì nó cũng sẽ gọi là nổ các kiểu ấy, nó hay. Đây, đủ cây luôn. Đủ cây luôn. Ở đây sẽ có cái ấy này. Có plant food này, chúng ta sẽ có 3 cây plant food này anh em. Đấy. Ok, đã xong. Bây giờ đặt thì đặt thôi. Hoặc là đặt cho nó nổ thôi. Đấy, ok. Vào đây. Mình chỉ dùng được một đến vài cái thôi anh em ạ. Rồi. Cái này đặt luôn. Đặt nhiều cái này đi. Cái này là cái nam châm. Nó còn chưa nổ cái này làm sao mà mình có thể lấy được nhỉ? Phải cho cái này nổ ra. Chắc chắn phải cho cái này nổ ra thì mới được. Nổ ra thì mình có plan food đấy anh em ạ. Ê. Đặt đây cái. Rồi đào cái phía sau đi. Vẫn chưa nổ cái nữa này nhỉ? Thế quái là sao nó không nổ ra? Vẫn không nổ cái phía dưới kìa. Mình đã hiểu luôn. Mà thôi kệ cười đi. Kích hoạt cái này cái. Kích hoạt nó luôn. Đúng rồi. Vấn đề là nó không nổ để mình có thể lấy được cái này ra nhờ. Làm sao mà cho nó nổ đây? Cho nổ này, giết hết bọn này đã, đúng rồi. Và chúng ta sẽ đặt thêm phía sau này những cái cây nó không thể nổ được nhờ. Để mình lấy cái plant food này cái. Có vẻ như là khó, nó khó đánh cái này quá. Khó cho nổ quá. Sắp nổ chưa? Nó chỉ có hẳn hơn 200 ngàn thôi à. Tập trung vào cái này trước đi. Nhiều việc phải làm quá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái plant food này anh em, thấy chưa? Ngon. Có plant food là mình có thể sử dụng được năng lượng từ cái này luôn. Đó. Đây. Đấy, ma chơi lửa kìa. Rất ngon nha. Vấn đề là mình phải phá hủy được cái này ra thì mới được có được cái ma chơi lửa anh em ơi. Vẫn chưa được. Sao nó cứng thế nhờ? Mấy cái bia mộ này nó siêu cứng luôn. Ok, nổ đi, vào đây nổ cái. Vẫn không có, đây rồi. Vẫn chưa nổ được. Cái bia mộ này
phải làm nổ cái bia mộ này thì chúng ta mới có ba cái plan food được. Làm cái nào để nổ ở đây, làm sao để mà nổ đây nhờ, đang suy nghĩ để nổ kiểu gì. Đang suy nghĩ xem mình nổ kiểu gì bây giờ. Có thể mình sẽ thay đổi một chút, chúng ta sẽ bỏ đi cái cây nam châm. Làm thế nào để cho nó nổ hết chỗ này đây, hơi khó nhỉ. Bỏ cây nam châm đi và lấy cây đạn nổ ấy, cái cây mai nổ này đâu nhỉ, đây kết hợp với cây mì khoai tây ở đây, đặt một chỗ ở đây, một chỗ ở dưới này luôn. Thế mình nghĩ được, để mình có plan food chứ, plan food đĩa tạo ra lửa ma chơi rất là khỏe. Đặt đây phát, chỗ này phát này, chỗ này phát nữa này, hai cây thôi, hai cây phun lửa thôi. Và chúng ta sẽ let rock nào, chơi thêm một trận anh em ơi, cố lên nào. Nó đang làm đóng băng cây của chúng ta rồi, mình phải đặt quả mì khoai tây trước đã, xong rồi mình làm gì thì làm đây. Ok, cái này luôn này, cho nổ phát đi đấy. Đã xong bây giờ đang cho ở đây một phát này, rồi và ở đây một phát này. Nó không nổ được nhỉ, yếu quá, nó không thể, cái này là cái loại xịn đấy sao mà nó cứng như đá vậy. Anh em thấy nó cứng không, siêu cứng luôn, làm sao mà để cho nổ cái này đây. Mình còn chưa biết cách nổ kiểu gì bây giờ, khó chơi quá đó. Mãi mới có thể được một miếng nhỏ nhỏ, còn đâu thì đều không được. Nó có đội cái mũ nên nó hơi lâu đấy anh em, chẳng vấn đề gì, thật ra cũng chẳng vấn đề gì đối với mình cả. Đây, tập trung vào cái này trước, đốt lửa đi anh em ơi, giết con này trước. Hay xong ngay và luôn. Mìn khoai tây đâu rồi, mìn khoai tây đặt đây phát, mìn khoai tây cũng không ăn thua, không ăn thua luôn. Đốt hết. Hay và chúng ta đặt thêm đạn lửa ở đây này để nó phá hủy được chỗ này ra. Nó không phá hủy được luôn đấy. Thế với nhau là không phá hủy được luôn, nó tự nổ mà. Chết rồi. Ok, lên nào, một phát này, xong nổ ngay và luôn, làm sao có thể vào đây được. Từ nhau mình đặt thêm cái cây này ở phía trước như thế này, trước này vào đâu, còn 58 giây thôi. Đây là có cho cái phía giữa này nổ quá anh em ạ. Đấy, thử phát nhờ. Nó vẫn không được luôn kìa. Tôi có 270 mấy nghìn rồi. Làm sao bây giờ? Đây, có plan food rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng có plan food. Bắt đầu nổ hết. Ok. Đấy, lại thêm plan food kìa. 2222. 29 giây nữa thì mình đang tập trung hết sức vào chỗ này đây. Hơn 400.000 rồi. Cho có thêm một cái plan food nữa. Cho hết vào đây cái. Rồi, cho cái lửa ma chơi trước đi. Cho lửa ma chơi đi. Vẫn được khoảng hơn 500.000 đấy anh em ạ. Vẫn không hơn được. Vẫn không thể hơn được cái điểm số phía dưới cũng có này. Vấn đề là nó không nổ ra thôi. Đan là yếu, 550.000 rồi. Chúng ta dừng được cái chỉ số là 550.000. Làm cách nào bây giờ nhỉ, làm cho nó nổ hết được những cái bia mộ ra. Hay là mình dùng cây ăn mộ ta, được không ta? Test thử cái cây ăn mộ xem, có vẻ là hợp lý hơn. Cây ăn mộ thì nhanh hơn. Rồi, chúng ta sẽ dùng cây ăn mộ nha. Chơi kiểu bẩn bựa này. Thì có thể chúng ta sẽ ăn được có thể chúng ta ăn được khoảng 3 cái à? Không, tất cả 5 cái cơ, có nghĩa là 5 cái plan food cơ. Rồi ok, mình sẽ chơi được. Bỏ cái này đi. Nó cấm cái ăn mộ à. Ôi đây là mộ khổng lồ ấy. Chứ không phải là mộ thường nữa rồi. Bó tay nhỉ, chơi cái quái ở đây. Nó không cho cái nổ kìa. Không cho cái cherry bomb luôn. Bó tay nhỉ, chơi thế nào đây.
Mình chưa biết là sẽ sử dụng cái cây gì để làm nó có thể nổ thật nhanh ra được. Khó, thật sự khó. Đam là không đủ, đam là không đủ để có thể phá hủy được thật nhanh. Đúng rồi, như vậy. Tất cả cây rồi, không còn cây nào khác rồi. Tức là chúng ta bắt buộc phải chơi rồi. Cái nổ kia nó cũng không ăn thua. Đều, không ăn thua chút nào cả. Lấy cái khác đi được không nhỉ? Để xem nào. Rotobaga. Cây này nó cũng cấm luôn này. Nó không cho mình luôn đấy. Mình muốn mời mấy cái mộ cá quá nhưng mà không không thể nào mà ra được. Không cho mình thì mình không không có cách nào khác là phải chọn cây khác thôi. Quay đi quẩn loại thì chúng ta cũng chỉ có những cái cây này thôi. Hết rồi. Tăng cho sức mạnh của cây lửa rồi. Ngoài cây này ra thì không còn cái cây nào khác nữa. Rồi, chúng ta hay đặt đặt mìn khoai tây nó sát ở đây luôn nhỉ. Đặt hết một hàng ở đây cho nó nổ hết ra nhỉ. Chắc là được. Đây này. Không được, cái mìn khoai tây nó phải kích hoạt thì nó mới nổ chứ. Không làm sao mà nổ được ta. Đúng là như vậy. Thế mình nghĩ chỉ cần là một hàng này thôi, không cần là quá nhiều đâu. Đấy. Rồi. Ok, Deadrock thôi. Cái này nó sẽ sản sinh ra ít hơn đúng không? Nó chỉ phá được cái lớp đầu tiên anh em ạ. Cái lớp thứ hai thì cũng bó tay. Không phải nói là bó tay luôn. Nó còn đóng băng hết cả mấy cây này của mình chứ. Ây da. Hơi mệt, hơi mệt. Giải băng ra cái, nó ăn mất. Đấy, bây giờ lại có săn. Bây giờ lại có săn. Cũng may là chúng ta có thể vẫn hạ gục được anh em ạ. Đây, thêm cây đây nữa. Rồi, chúng ta vẫn sẽ đặt ở đây. Thích thì chiến thôi, chẳng gì phải sợ cả. Đóng băng, nổ hết đi, hay. Xong nha, chúng ta sẽ có thể là có thêm một ít sunflower ở đây nữa. Manflower chứ, lần này thì ít manflower hơn. Ít manflower hơn rất nhiều. Đấy. Tốt 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 tốt. Đặt đây phát. Đặt đây phát. Ok. Phía trên này nó sắp nổ hết ra rồi. Khá là tốt ta. Cái này có thể bào được không? Cái này có bào vẻ khó hơn. Rồi. Cho nổ này. Cho nổ này. Cho nổ này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tốt. Đấy, chưa. Ta sẽ tạo ra lửa ma trời ngay bây giờ. Ôi trời, mất rồi. Mất cây rồi. Mất cây rồi anh em ơi. Ý, không đủ đam à. Thế là không đủ đam luôn. Bây giờ làm thế nào đây để có thể là bắn vào đấy. Sao cũng ngắn nhỉ. Sao có 2 ô ta. Quái nào sao có 2 ô nhỉ? Có hơn 200 ngàn này. Càng ít càng tốt. Đỡ phải nhiều. Đấy, thấy chưa? Chơi ít nhưng mà ta có thể nổ được rất là nhiều. Cái mìn khoai tây nổ rất là tốt nhá. Nào, vào đây phát. Cái này rất xa mà. Rất dài và rất xa. Siêu xa luôn. Mình còn không kịp dùng mấy cái mìn khoai tây của mình cơ. Chúng ta còn một ngọn lửa ma chơi đúng không? Ma chơi này dùng nốt đi. Đó. Chính xác những cái gì ta sẽ cần ở đây. Chúng ta có được hơn 300.000. Áp dụng thử cái chiến thuật đầy cái. Nổ hết. Hay 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 hay. Và đây ta sẽ có thêm một cái ngọn lửa nữa. Hủy diệt hết bọn này. Vẫn tầm hơn 600.000 đấy. Hơn 500.000 đấy. Nốt hết. Đốt lần lượt luôn. Hết rồi. Cái thứ hai khỏe hơn đúng không? Vẫn là tầm khoảng 473.000. Chúng ta vẫn thắng được. Mấy cửa đầu thì nó khá dễ. Nhưng mà lên tầm cửa 9, cửa 10 thì bắt đầu là khó hơn rồi. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Plants vs Zombies 2. Bye bye.